Ở cuối tập trước, Sở Lão Đại đã cùng Phượng Giao và Diệp Hồng Ngư ba người liên hợp tiến vào bên trong bí cảnh, nơi được cho là có cơ duyên đạt được đấu tự bí trong truyền thuyết. Tại cửa ải đầu tiên này, Sở Hưu cùng tất cả mọi người tiến vào, đều phải đối mặt với vô vàn hình nhân tượng đá vô cùng nguy hiểm. Vì để bảo hộ Phượng Giao cùng toàn bộ đệ tử thánh địa, Sở Hưu đã toàn lực ra tay. Hành động này của hắn được các vị trưởng lão đánh giá rất cao, đặc biệt là trưởng lão bên phía Giao Chỉ Thánh Địa. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị đạo hữu cùng tại hạ đón xem ở tập này nhé. Lúc này, sau lưng Sở Hưu là đệ tử Thái Tố Thánh Địa cùng các đệ tử giao trì thánh địa. Tất cả nhìn thấy Sở Hưu ở phía trước đang liều mạng vì mình mà mở ra một con đường máu, thậm chí còn không tiếc đưa bản thân vào nguy hiểm cũng không nỡ để một ai hy sinh. Nhìn thấy một màn này, tất cả các đệ tử hốc mắt đều đỏ, song quyền nắm chặt, các nữ đệ tử giao trì cảm động đến nỗi nước mắt đều giàn giụa chảy ra. Thánh tử không tiếc bản thân bị thương, thậm chí không để ý đến việc bị dồn vào hiểm cảnh, người cũng phải vì chúng ta mở sinh lộ. Mới đầu, ta còn bất mãn đối với việc thánh nữ truy cầu thánh tử. Hiện tại ta rốt cuộc đã minh bạch, nguyên lai thánh tử điện hạ chính là anh hùng nhân gian hiếm có khó tìm. Người hoàn toàn xứng đáng để thánh nữ của chúng ta làm như vậy, là ta đã nồng cạn rồi. Phía trước này, sở hưu không lúc nào ngơi tay, nhân hoàng quyền liên tục đấm ra, cứ chốc lát lại khiến cho một đám người đá bị chấn vỡ nát. Phía bên ngoài ngoại giới, một đám người nhìn sở hưu đang điên cuồng tàn sát ở bên trong thì liên tục lắc đầu nói, người khác đều không có vì đồng đội sau lưng mà liều mạng như vậy. Chỉ có, thai tô thánh tử là một ngoại lệ. Thánh tử điện hạ làm như vậy là quá vọng động rồi. Hắn đang lý ra phải bảo tồn thực lực mới đúng. Ngươi im miệng, ngươi thì biết cái gì mà nói. Chẳng lẽ, ngươi muốn thánh tử điện hạ bỏ rơi đồng bạn, mặc kệ sinh tử của tất cả mọi người. Liên giống như tên thiên yêu tử ở bên kia sao, đó là điều ngươi muốn. Thánh tử điện hạ làm như thế này, chính là dũng cảm và trách nhiệm đây mới là tôn chỉ của nhân tộc chúng ta tại yêu tộc một phương thiên diện chân quân đứng ở một bên hắn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn sở hưu đang liều mạng bên trong bí cảnh thầm nghĩ chuyện này thật không có khả năng tên gia hỏa này liền là một cái lão lục gian xảo hắn không thể vì người khác mà có tinh thần hy sinh bản thân được chuyện thất thường này nhất định có vấn đề trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân gì đó mà ta và người khác không biết là nguyên nhân gì đây sở lão lục ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì thiên diện chân quân cái tên này lão lục đã từng cùng sở hưu giao thủ qua lần đó suýt chút nữa thì đi chầu diêm vương cho nên hắn biết sở hưu là ai là con người như thế nào thiên diện chân quân hiểu sở lão lục bản tính cẩn thận sợ chết hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm người như sở lão lục tuyệt đối không có khả năng làm ra cái loại việc vì bảo vệ người khác mà để cho bản thân chịu tổn hại trong việc này chắc chắn có ẩn tình không chỉ riêng thiên diện chân quân phát hiện ra chuyện này mộng điệp cũng tương tự có suy nghĩ như vậy nàng nghĩ đến khi trước sở hưu đề cập tới miếng ngọc bài trong tay hắn chẳng lẽ hắn từ bên trong đó đã đạt được manh mối gì bình thường lấy nghịch đồ tính khí hắn tuyệt đối sẽ không vì người khác mà làm như vậy lại chuyển cảnh vào bên trong ầm 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 tầng tầng lớp lớp thi khôi người đá bị sở hưu dùng nhân hoàng quyền đánh bay thi xác của thi khôi tại nơi sở lão đại chiến đấu trồng chất xếp thành một ngọn núi nhỏ sở hưu cuối cùng quay lại hướng tất cả mọi người ở phía sau nói lớn mọi người hãy theo ta cùng nhau lao ra khỏi quảng trường ngay lập tức lấy sở hưu dẫn đầu bám theo sát phía sau lưng hắn là phượng giao cùng diệp hồng ngư chạy theo cuối cùng chính là đám đệ tử của thái tố thánh địa cùng giao trì thánh địa ngay tại lúc đám người của sở hưu rời khỏi quảng trường trong nháy mắt đám thi khôi người đá đang truy kích bọn hắn lập tức dừng lại bọn chúng liền chuyển hướng phóng tới truy sát những đội ngũ khác còn chưa tới điểm cuối của quảng trường sở hưu thở phào một hơi nhẹ nhõm nhìn về phía sau nói chúng ta ra ngoài rồi xem ra một khi đi đến đây sẽ không bị truy sát nữa. Sở Hưu lười quan tâm những người khác, khi nãy bùng nổ chiến đấu đã khiến bản thân hắn bị thương cũng không nhẹ. Hắn âm thầm vận chuyển giả tự bí để khôi phục thương thế. Sở lão lục cau mày thầm nghĩ, đáng tiếc vẫn bị thương, dùng giả tự bí khôi phục trạng thái trước. Lát nữa vẫn còn một trận chiến ác liệt khác phía sau. Lúc này, một nữ đệ tử Thái Tố Thánh Địa từ phía sau đi tới, nàng khuôn mặt ửng đỏ nhìn Sở lão lục với ánh mắt vừa sùng bái vừa cảm kích. Em gái ngại ngùng cất tiếng nói, Thánh tử điện hạ, đa tạ thánh tử điện hạ đã ra tay tương cứu. Nếu không ta đã sớm mất mạng rồi. Từ bây giờ, cái mạng nhỏ này của ta chính là của người. Sở lão lục khoát khoát tay tỏ ý từ chối, hắn nở một nụ cười nhu hòa nhìn nàng tỏ vẻ thanh cao nói, không có gì, chúng ta là đồng môn, đây đều là chuyện ta phải làm. Mọi người không cần để bụng. Dưới sự dẫn dắt của Sở lão đại, nhóm đệ tử đi theo phía sau hắn vẫn lạc tương đối ít. Cơ hồ có một vài người bị thương nhẹ. Ban đầu có 174 người, vẫn lạc 20 người, hiện tại còn 154 người. Lúc này, đội ngũ thứ hai tiến tới điểm cuối của quảng trường chính là Thiên Yêu Tử. Hắn trông khá tàn tạ, trên người thương thế chẳng chịt không ít, phía sau lưng lẻ loi chơi trọi đi theo chỉ còn mười mấy người, kẻ cụt tay, kẻ cụt chân trông tàn tạ vô cùng. Đội ngũ của hắn ban đầu có 389 người, sau cửa ải đầu tiên này, đã vẫn lạc đến 97%, chỉ còn lại 15 người, có thể nói là thảm liệt vô cùng. Bỗng nhiên lúc này, thiên yêu tử ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn về phía sở lão đại cười lạnh nói nếu ta nhớ không lầm sở hưu ngươi chính là thánh thể của nhân tộc có phải không thiên yêu tử trong lòng hung ác thầm nghĩ nếu ăn thịt của thánh thể nhân tộc chẳng phải là thương thế của ta có thể nhanh chóng hồi phục rồi sao nghĩ xong hắn liền sách đao từ từ tiến về phía sở hưu rồi ngang tàn nói sở hưu ta bị thương quyết định ăn thịt ngươi để khôi phục đây là vinh hạnh của ngươi ngươi hẳn sẽ là không cự tuyệt a à. sở hưu nghe vậy cũng khá giật mình hắn nãy giờ cũng không có trêu chọc đến ai vậy mà vẫn có một thằng ngốc không biết sống chết tìm tới nạp mạng đúng là rất thú vị sở hưu khóe miệng nhếch lên nhìn thiên yêu tử cất tiếng hỏi ngươi xác định hiện tại muốn ra tay với ta sao thiên yêu tử vẻ mặt tối sầm lại hắn cơ hồ không che giấu sát khí tỏa ra thiên yêu tử thanh âm lạnh nhạt đáp đừng nói nhảm nữa phượng giao ở phía sau vẻ mặt tràn đầy lo lắng hướng sở hưu nhắc nhở nói sở hưu cẩn thận phượng giao lo lắng như vậy bởi vì nàng biết thiên yêu tử cũng được coi là một thiên tài xếp trong 10 hạng đầu của yêu tộc. Tên này anh dũng thiện chiến khát nước, tu vi đã đạt đến tiểu thánh, có thể cùng diêu quang thánh tử khiêu chiến. Dù cho bị đại đạo bí cảnh áp chế xuống còn thần thông cảnh, nhưng cũng một mực, mực cao hơn sở hưu một đại cảnh giới, tuyệt đối không thể coi thường. Cứ chiến như thế e rằng sẽ bất lợi, nhưng nàng lo lắng đã là thừa thãi, sở hưu chiến lực khủng bố, hắn có đế phẩm hạt giống thần thông trùng tử. Hiện tại đừng nói là cùng cảnh giới, cho dù hơn một đại cảnh giới, sở hưu hắn cũng không có để vào mắt bất ngờ lúc này sở lão đại chân đạp hành tự bí hắn cả người giống như thiểm điện bay thẳng về phía thiên yêu tử đang đứng chỉ trong nháy mắt sở hưu đã xuất hiện ở phía sau lưng của thiên yêu tử quyền phải bên trên hỏa diễm màu vàng bốc lên nhân hoàng quyền phá vạn pháp khủng bố chuẩn bị đấm ra thiên yêu tử con ngươi lập tức co rút lại hắn không nghĩ tới sở hưu có tốc độ lại nhanh như vậy thiên yêu tử kinh hoàng trong lòng thầm nghĩ nhanh quá nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì sở hưu nhân hoàng quyền khủng bố đã đánh ra một quyền phá vạn pháp hoàng uy cuồn cuộn dội thẳng xuống đầu của thiên yêu tử bùm cú đấm khủng bố khiến cho mặt đất nơi đó lập tức nổ tung xung quanh đất đá bắn văng tung tóe bụi mù cuồn cuộn khủng bố phong áp đem một đám tu sĩ yếu đuối thổi bay ra ngoài thiên yêu tử không chút phản kháng mới ăn một quyền đã nằm gục tại chỗ ta nói mấy thằng phản diện to mồm thì kết cục thường đến ngay tức khắc sau đó sở hưu một cước đạp thiên yêu tử dí xuống mặt đất hắn đôi mắt tràn đầy huyết quang nhìn thiên yêu tử cười lạnh hỏi loại người yếu ớt như ngươi vậy mà lại dám tuyên bố ăn huyết nhục của ta ngươi dựa vào cái gì a à, a à, cái gì ngươi nói đi ngươi dựa vào cái gì dựa vào đâu mà ngươi lại có tự tin muốn ăn bản tọa sở lão ma vừa nói vừa dùng cước táng cho thiên yêu tử mấy nhát khiến cho hắn đau đớn vô cùng tiên huyết từ miệng liên tục xuyên qua kẽ răng mà tràn ra bên ngoài chứng kiến một màn tàn bạo này của sở hưu yêu man dị tộc chỉ muốn lao lên sống mái với hắn nhưng lại không dám làm càn chỉ dám đứng ngoài quan sát nhưng cay không làm gì được nhân tộc quan chiến cùng đệ tử thái tố thánh địa cảm xúc hoàn toàn ngược lại bọn hắn trên khuôn mặt tràn đầy vui vẻ hà dạ vô cùng ai nấy đều thống khoái hô lớn thái tố thánh tử vô địch thiên hạ đánh hay lắm thánh tử điện hạ vạn tuế thiên yêu tử kia đáng lắm ngay từ đầu đã thấy hắn ngứa mắt rồi yêu tộc tuổi chó sở hữu lúc này cũng không có đối với thiên yêu tử hạ sát thủ dù sao thì tên này vẫn còn ở trong bí cảnh sớm muộn cũng có lúc bị mình xử lý. Bây giờ có quá nhiều người ở đây, không tiện ra tay. Sở lão lục lấy lại bình tĩnh, hắn liền hướng Phượng Giao cùng đám đệ tử phía sau lưng nhẹ giọng nói, Phượng Giao, không cần để ý đến bọn chúng nữa. Chúng ta đi đến ải tiếp theo thôi. Phía bên ngoài, ngoại giới nhân tộc cũng bị một màn nghiền ép này của sở hưu đối với thiên yêu tử mà chấn động. Vượt cấp chiến đấu trước nay không phải chưa từng có người xuất hiện qua, nhưng có thể nghiền ép đối thủ cao hơn chính mình một đại cảnh giới thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy chẳng lẽ hắn đã chạm đến lĩnh vực bát cấm rồi sao? Thái Tố Thánh Tử lại khủng bố như vậy. Yêu Man Cường giả đứng ở một phương, bọn hắn trong ánh mắt lấp lóe quang mang lặng lẽ truyền âm cho nhau nói, người này khủng bố, tuyệt đối không thể lưu. Người này khủng bố, tuyệt đối không thể lưu. Thái độ của Cường giả Yêu Man hai tộc cực kỳ nhất trí, chính là muốn bẻ gãy cái tương lai khủng bố này của nhân tộc. Phía bên trong này, Man Thần Tử Man Long cầm đầu một đám yêu tộc đang hùng hổ đi tới lối vào cửa ải thứ hai hắn thanh âm tràn đầy tự tin hướng đám huynh đệ phía sau nói lớn các anh em theo tôi đã đến lúc chúng ta phải vào cửa ải thứ hai rồi sở hưu phía bên này thấy vậy cũng không có đi theo tiến vào ngay hắn đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại chờ một lát chính là muốn để man thần tử man long làm chuột bạch thí nghiệm trước mây khắc đồng hồ phía sau cửa ải thí luyện thứ hai chính thức hiển lộ ra âm 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 xuất hiện trước mắt tất cả mọi người là ba cái cự thạch bình đài khổng lồ mỗi cái bình đài đều có diện tích mấy chục dặm Ba bình đài chia làm ba màu, đen, trắng, xám. Cả ba nối liền tạo thành một cây cầu lớn, tổng chiều dài ước chừng hơn 2 vạn dặm. Sở Hưu trong lòng thầm nghĩ, theo thông tin của tấm ngọc bài thì phần bình đài màu đen của cây cầu này là an toàn nhất. Bắt đầu từ phần bình đài màu trắng sẽ có đủ loại nguy hiểm xuất hiện, hoặc là bẫy dập, hoặc là hoang thú, hoặc là sát thủ, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống và vẫn lạc. Khó khăn nhất chính là tảng đá bình đài màu xám cuối cùng kia nơi đó sẽ căn cứ theo số lượng người trèo lên mà phân phối cự thạch thi khôi xuất hiện đối thủ tương ứng sẽ được làm mới dựa theo số lượng người trèo lên nhân số càng nhiều thì số lượng đối thủ cũng càng nhiều hiện tại đội ngũ của ta là đông người nhất một khi tiến lên chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự vây công mãnh liệt nhất nếu như muốn bảo trụ càng nhiều người sống sót vẫn cần phải tính toán kỹ một chút nữa sở hữu lúc này quay ra đối với tất cả mọi người nghiêm túc nhắc nhở nói cây cầu đá khổng lồ này nguy hiểm hơn cửa ải đầu tiên rất nhiều mọi người hãy hết sức cẩn thận phượng giao trong lòng nặng nề nàng cũng hướng tất cả mọi người lên tiếng nhắc nhở thêm vào mọi người nắm chắc thời gian tranh thủ khôi phục thương thế chỉ có bảo tồn thực lực mạnh hơn mới càng có cơ hội sống sót lớn hơn mây khắc đồng hồ phía sau mọi người khôi phục đã xong sở hưu lập tức dẫn đầu đoàn đua lao nhanh về phía cửa ải thí luyện thứ hai mọi người thấy thế cũng lập tức di chuyển chạy theo phía sau sở hưu lúc này cau mày trong lòng thầm nghĩ trong tình hình này muốn để nhiều người sống sót vượt qua cửa ải thứ hai đúng là rất khó. Đoàn đội của Sở Hưu rất nhanh tiến vào bình đài đá màu đen đầu tiên. Sở lão đại uy tín dẫn đầu tiên, luôn theo sát phía sau lưng hắn là Phượng Giao và Diệp Hồng Ngư. Các em gái của Giao Trì Thánh Địa và Thái Tố Thánh Địa cũng một mực bám sát theo phía sau bọn họ. Em gái ban nãy đi đến làm quen với lão Sở, nàng lúc này tự mình đứng ra dẫn đội, nhắc nhở các chị em ở phía sau đi theo sát Thánh Tử Điện Hạ. Mọi người đừng để bị lạc. Mọi người lập tức nhộn nhịp gật đầu đồng ý, cũng không có ý kiến gì cả. Bây giờ, sở hưu cùng giao trì thánh nữ liền là bọn họ chú ý, bảo đi hướng đông thì tuyệt đối sẽ không có ai đi hướng tây. Bất ngờ lúc này, một con báo đen hoang thú từ đâu bất ngờ lao đến. Nó vô thẳng tới vị trí một nữ đệ tử của Thái Tố Thánh Địa. Tại sao a AD biết nàng là đệ tử Thái Tố Thánh Địa? Ừm, tôi đoán bữa đấy. He he. Nữ đệ tử Thái Tố bởi vì quá sợ hãi mà không biết phải làm gì cả, đôi chân cũng run rẩy không chịu di chuyển, chỉ đành bất lực lấy hai tay chắn ở phía trước theo phản xạ tự nhiên. Ngay cái giây phút tưởng chừng sẽ phải đi gặp ông bà cố nội ngoại, thì Sở Hưu từ đâu xuất hiện, hắn cánh tay nhân hoàng quyền đấm ra, lập tức cho con hoang thú này hai đoạn, rồi tiễn nó đi gặp ông bà cố nội ở dưới hoàng tuyền. Pha anh hùng cứu mỹ nhân kịp thời này lập tức khiến cho nữ đệ tử Thái Tố xúc động không thôi, nàng trong lòng thầm khẳng định, sau này mạng nhỏ của mình đã thuộc về điện hạ rồi. Giữ được một mạng, nữ đệ tử Thái Tố trong mắt tràn đầy cảm kích, nàng thanh âm lắp bắp hướng sở hưu cất tiếng nói cảm ơn thánh tử điện hạ sở hưu đang vội hắn còn phải cứu những người khác nữa hắn chỉ khẽ hướng nàng nhắc nhở một câu ta đi cứu người các ngươi phải cẩn thận dứt lời lão sở chân đạp hành tự bí lập tức phóng người lao đi không ngừng đem những người khác từ cõi chết kéo về những em gái được hắn cứu trong lòng đều sinh ra một tia ngưỡng mộ và yêu mến các nàng khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng nhìn theo bóng lưng của lão sở thầm nói thánh tử điện hạ thật tốt quá đi hắn đã cứu ta ba lần rồi ta thật là xấu hổ, đều trách ta quá yếu. Lúc này, tại một bên khác, lại có một nữ đệ tử giao trì bị báo đen hoang thú tấn công. Nàng ta cũng không kịp phản ứng, bởi vì quá sợ hãi mà ngồi bệt trên mặt đất. Tưởng đâu kiếp này sẽ phải dừng ở đây rồi. Thì lão sở từ đâu bất ngờ xuất hiện, nhân hoàng quyền nhẹ nhàng tung ra, liền đấm vêu mõm con hoang thú này. Em gái giao trì đứng trong vòng tay của sở lão đại. Nàng ngay lập tức bị cái vẻ ngoài cuôn cool ngầu này của hắn làm cho mê mẩn do chỉ nữ đệ tử khuôn mặt lập tức đỏ ửng nàng ánh mắt say mê nhìn sở hưu ấp úng nói đa tạ đa tạ điện hạ ngoại giới bên ngoài mộng điệp nãy giờ liên tục cau mày không cần nói lý do thì anh em cũng đoán được là con vợ này đang ghen nhỉ he he mộng điệp vẻ mặt nhăn nhó trong lòng thầm mắng lão sở hừ tên nghịch đồ này thật biết làm anh hùng